toàn thể quý vị hình ảnh những cô giáo vạt ngầm vượt ngàn dặm đường xa xôi từ miền xuôi lên miền núi, đối diện với bao khó khăn thiếu thốn, để ngày ngày các cô vẫn bám trường, bám lớp, nắn nót từng con chữ, dạy cho các em học trò biết đọc, biết viết, biết làm toán, đã để lại trong ta nhiều ấn tượng. Bởi các cô đã dám hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì thế hệ tương lai của đất nước. Và thay lời muốn nói, chi đoàn 11A sẽ gửi đến chúng ta hoạt cảnh cô giáo về bản để thể hiện tấm lòng tri ân chân thành của thế hệ học trò. Kính mời toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh chúng ta cùng thưởng thức.
trời mây trắng, nơi những bản làng hay vùng cao biên giới xa xôi nhất của tổ quốc, bóng hình của những người thầy, người cô đang ngày ngày cõng từng con chữ lên nương, đem ánh sáng về với bản làng, đem yêu thương sâu sắc từng đứa trẻ.